vị chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của forex.com.vn ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hiện nay có nhiều nhà đầu tư mới đang muốn bước vào thị trường tài chính nhưng lại chưa hiểu rõ về quỹ ETF. Đây là một loại quỹ thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Bên cạnh những ưu điểm vượt trội thì quỹ ETF vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Vậy cụ thể quỹ ETF là gì và có đặc điểm gì nổi bật? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Quỹ ETF là viết tắt của Exchange Traded Fund, là một quỹ đầu tư mô phỏng theo biến động của chỉ số chứng khoán hoặc trái phiếu. ETF được niêm yết và giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán, tương tự như cổ phiếu. Đây được xem là một cách đầu tư chứng khoán thụ động. ETF góp phần đa dạng hóa sản phẩm chứng khoán cũng như cung cấp thêm công cụ cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ sản phẩm tài chính khác, ETF có thể tồn tại một số hạn chế và rủi ro nhất định cần chú ý. Giá trị của quỹ ETF được định giá theo giá trị tài sản ròng NAV của nó. NAV là giá trị tài sản ghi nhận trong quỹ ETF trừ đi các khoản nợ và chi phí khác. Giá cổ phiếu của quỹ ETF thay đổi theo thị trường và có giá trị NAV của nó. Có thể ví ETF như một chiếc bánh lớn cố định chứa tất cả 30 cổ phiếu VN30 với tổng giá trị thị trường là 100 triệu USD. Sau đó chia chiếc bánh thành 100 phần bằng nhau và gọi mỗi phần là một cổ phiếu quỹ. Do đó số tiền đầu tư ban đầu tương ứng của cổ phiếu quỹ là 1 triệu. Các chứng chỉ quỹ này được niêm yết trên thị trường chứng khoán và có thể được mua bởi các nhà đầu tư như cổ phiếu phổ thông. Như vậy, ETF thay mặt nhà đầu tư mua và nắm giữ cổ phiếu VN30. Nhà đầu tư không còn cần phải mua toàn bộ cổ phiếu VN30 với chi phí cao, mà giờ đây có thể mua chứng chỉ quỹ ETF. Nói cách khác, nhà đầu tư đã gián tiếp sở hữu cổ phiếu của rổ VN30 thông qua các quỹ ETF về mặt ưu và nhược điểm. Quỹ ETF có khá nhiều ưu điểm, đầu tiên có thể kể đến là hiệu quả chi phí. Quỹ ETF được quản lý theo kiểu thụ động nên chi phí quản lý thấp hơn so với quỹ quản lý thụ động. Nhà đầu tư không phải mua bán cổ phiếu thường xuyên nên sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí hiệu quả trong quá trình giao dịch chứng khoán. Hơn nữa, phí giao dịch không đáng kể, thấp hơn phí đầu tư rất nhiều. Ưu điểm thứ hai là đa dạng hóa. Một quỹ ETF thường đầu tư vào nhiều cổ phiếu theo chỉ số, ví dụ VN30. ETF cho phép nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư, giúp bảo vệ danh mục đầu tư trước biến động của thị trường. Mua ETF là lựa chọn an toàn cho người mới bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán, không đòi hỏi hiểu biết chuyên sâu về từng cổ phiếu cụ thể. Ưu điểm tiếp theo là thuận tiện và minh bạch. ETF cũng cung cấp các lợi ích như đầu tư vào cổ phiếu. Nhà đầu tư có quyền truy cập vào tất cả các tính năng có sẵn, bao gồm lệnh mua, bán, giao dịch ký quỹ, lệnh cắt lỗ, lệnh giới hạn, v.v. Mọi khoản nắm giữ của quỹ được công khai mỗi ngày. Điều này giúp nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ danh mục của mình. Ngoài ra, việc đầu tư vào một rổ chứng khoán đầu tư theo chỉ số cũng hạn chế hiện tượng thị trường bị lạm dụng, thao túng. Một ưu điểm lớn nữa là linh hoạt. Giống như đầu tư cổ phiếu, quỹ ETF cho phép nhà đầu tư thực hiện giao dịch mua và bán vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, chỉ thực sự kết thúc khi thị trường đóng cửa. Có nhiều tùy chọn cho phép nhà đầu tư tham gia thị trường với lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn Market Order, Limit Order. Tuy nhiên, quỹ ETF cũng có một số nhược điểm. Đầu tiên là không khớp với chỉ mục. Nhà đầu tư vẫn phải trả phí quản lý ETF, khiến lợi tức đầu tư của họ sẽ không bao giờ khớp chính xác với chỉ số mà ETF mô phỏng. Giá mua và bán cổ phiếu của nhà đầu tư trong quỹ cũng có thể thay đổi so với giá trị tài sản ròng của chỉ số cơ sở, làm giảm lợi tức. Vì vậy, nhà đầu tư cần đánh giá chi phí phải trả trước khi mở việc thế ETFs. Một nhược điểm khác là tính thanh khoản kém. Một số quỹ ETF mỏng có sự chênh lệch giá mua, giá bán khá cao, kéo chi phí giao dịch tăng theo. Cổ phiếu do các công ty nhỏ phát hành cũng có thể được coi là thị trường mỏng và nó có tính thanh khoản thấp. Nhược điểm kế tiếp là chênh lệch giá. Tuy rằng các quỹ hoán đổi danh mục ETF luôn cố gắng theo sát giá của những tài sản cơ sở, nhưng việc chênh lệch giá vẫn có thể xảy ra. Danh mục đầu tư của quỹ ETF có thể sai lệch so với danh mục chứng khoán, cấu thành chỉ số tham chiếu. Những lý do khác nhau như kỹ thuật, mô phỏng chỉ số, biến động giá của các khoản chứng khoán trong danh mục. Điều này khiến cho mức sinh lời của quỹ chênh lệch cao hơn hoặc thấp hơn so với mức sinh lời của chỉ số tham chiếu. Đối với nhà đầu tư vào quỹ ETF, sai lệch so với chỉ số tham chiếu này là một yếu tố rủi ro tiềm ẩn. Vừa rồi là những thông tin nhằm giải đáp các thắc mắc về quỹ ETF và những vấn đề liên quan. Hy vọng video này có thể mang đến cho các bạn cái nhìn tổng quan hơn về quỹ ETF, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp nhất với mình. Xin chào và hẹn gặp lại.